Nhà báo người Pháp tiết lộ buổi gặp V nhóm BTS tay trong tay bên Jennie. Một nhà báo người Pháp tiết lộ rằng V, BTS và Jennie, Blackpink rời đi với hai chiếc xe khác nhau sau buổi hẹn hò. Trước đó, ngày 18 tháng 5, nhà báo người Pháp Amatolit đã đăng tải lên Instagram cá nhân đoạn video ghi lại cảnh một đôi nam nữ nắm tay nhau dạo sông Seine ở Paris. Cư dân mạng đồn đoán hai nhân vật xuất hiện trong clip là V, thành viên nhóm nhạc BTS, và Jennie, nhóm Blackpink. Nhiều người cho rằng đây là sản phẩm của Photoshop, song những bằng chứng về trang phục và phụ kiện trùng khớp đã cho thấy cặp đôi này đang thực sự hẹn hò. Tàu Lip chia sẻ, vì có quá nhiều tin nhắn gửi tới hỏi về video nên tôi quyết định sẽ cho các bạn biết sự thật. Tôi đã nhận ra đó là hai người nổi tiếng và quay phim với tư cách là một nhà báo. Đoạn video thực chất được quay vào ngày 15 tháng 5 nhưng đến hôm nay mới đăng lên để họ không bị làm phiền. Tôi không thể nhìn thấy rõ mặt của họ, cũng không cầm theo camera, dùng điện thoại quay nên chất lượng video không tốt lắm, anh khẳng định. Dù quay từ khoảng cách khá xa nhưng tôi đảm bảo đó là V, BTS và Jennie, Blackpink. Ngoài ra, sau tin đồn hẹn hò, một bức ảnh chụp V, BTS, ký tặng phán cũng được công khai. Trang phục của V hoàn toàn trùng khớp với bộ quần áo của người đàn ông trong đoạn video. Khi một cư dân mạng hỏi liệu V và Jennie có ra về cùng nhau không, Amatolit trả lời, họ đã lên hai chiếc xe khác nhau sau khi đi dạo. Ngày 15 tháng 5, nam thần tượng được cho là có mặt ở Pháp tham dự sự kiện và quay họa báo thời trang cho thương hiệu C. Trong khi đó, Jennie cũng xác nhận tới Pháp dự liên hoan phim quốc tế Cannes lần thứ 76 với bộ phim The Idol. Đây không phải lần đầu tiên hai sao hàn dính nghi vấn tình cảm. Tháng 5 năm 2022, cả hai lộ hình đi du lịch ở đảo Jeju. Cho đến tháng 8 năm 2022, hình ảnh của đôi thần tượng tiếp tục bị rò rỉ. Tuy nhiên, công ty chủ quản của V, Hybe Entertainment và Jennie, Eager Entertainment quyết định giữ im lặng. Kim Tae-hyung, nghệ danh V, là một nam ca sĩ và nhạc sĩ người Hàn Quốc, là thành viên của nhóm nhạc BTS. Không chỉ sở hữu tài năng ca hát cùng chất giọng trầm khác lạ, anh còn được biết đến rất nhiều với biệt danh nam thần pop thế hệ mới. Jennie Kim thuộc nhóm nhạc nổi tiếng Blackpink là một trong những thần tượng đứng đầu K-pop hiện nay. Nhờ thần thái sang chảnh, nữ ca sĩ được công chúng ưu ái đặc biệt danh Channel Sống, U Sĩ Sống, Vân Oanh, theo Seoul.